Thông tin Schuboy không là huấn luyện viên Rắp Việt mùa 2 khiến khán giả không khỏi tò mò về vị trí huấn luyện viên mùa mới sẽ là ai. Phía ekip sản xuất cũng tiết lộ, người thay thế Schuboy sẽ có chữ cái đầu tiên là B, và từ đó B-Ray, Bingon, Big Daddy đều được đưa vào tầm ngắm. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Bingon bất ngờ chia sẻ dòng cảm xúc cho biết việc muốn làm khi trở thành huấn luyện viên Rắp Việt đó chính là dạy các bạn hưởng thụ cuộc sống. Ngay sau khi đăng tải status trên, lượng tương tác của Bingon lại tăng cao, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người thậm chí còn vào hùa chế lời bài hát của Bingon thành "Alo, bro Bingon đấy phải không ạ? Tôi đi thi Rắp Việt bro, có thể nương nhẹ tay được không ạ?" Tuy nhiên, cũng xuất hiện nhiều bình luận chỉ trích Bingon không biết tự lượng sức mình vì các bài rap của Bingon đều theo xu hướng ăn chơi, bốc hán họ. Trước đây, Bingon cũng từng vướng vào drama tranh cãi qua lại với Virus. Trước đó, B-Ray cũng lên tiếng về chuyện làm huấn luyện viên Rắp Việt. Theo tiết lộ của Đạt G, B-Ray đã được mời làm huấn luyện viên Rắp Việt mùa 2, nhưng ngay sau đó, B-Ray cho hay tình hình là vì anh Đạt G đã tiết lộ là mình vi phạm hợp đồng với chương trình nên bên đó đã gọi mình cancel. Mọi người hãy soạn cú pháp huấn luyện viên B-Ray để cho họ biết nguyện vọng của mình. Thế nhưng nam rapper đã xóa ngay bài đăng chỉ sau ít phút đăng tải. Hiện tại, người hâm mộ vẫn không thể đoán được ai chính là huấn luyện viên sẽ thay thế Schuboy trong Rắp Việt mùa 2.